Tại sao ngư dân thường thả cá mập đi khi bắt được? Đầu tiên, cá mập không là loài cá mà các ngư dân ngắm tới nên họ sẽ thả nó về biển. Ngoài ra, thịt cá mập có giá trị kinh tế không cao và khó chế biến nên không được nhiều người ưa chuộng. Hơn nữa, việc giữ lại một con cá nặng hơn 100kg là điều không cần thiết nên người ta sẽ thả nó đi khi bắt được. Lý do tiếp theo liên quan đến sự bảo tồn loài cá này hiện nay do nạn săn bắt cá mập lấy vây để làm món súp vi cá nổi tiếng siêu đất đỏ. Nên số lượng cá mập trong tự nhiên bị sụt giảm đáng kể và có nguy cơ bị tuyệt chủng cao nên việc thả tự do cho chúng là điều cần thiết.